Xin chào quý vị các bạn. Đây, tôi đang có mặt tại cái hội thị Mai Vàng Huyện An Dương năm 2020. Đây đã quy tụ rất là nhiều cây mai xuất sắc của các nhà vườn ở khu vực. Thì giờ xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng những cây mai ở đây nha. Giờ quay động thở nhiều cây mai để mình đã cho bạn coi chơi. Quá nhiều cây đẹp các bạn. Có lẽ là chỉ quay động thở thôi chứ khó mà quay chi tiết trong một video được. Mình sau bên cạnh đó thì sẽ cố gắng quay một vài cây đẹp nhất các bạn coi chơi ha. Thì lâu rồi trên cái kênh thi chơi thì mình bận công việc nên ít ra video. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh thi chơi trong thời gian qua. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng ra nhiều video hơn. Rất là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh thi chơi nha. Cảm ơn rất là nhiều. Mai vàng đang bắt đầu nở những bông hoa đầu tiên. Đây một tác phẩm mai có lẽ là đặt cái giấy gì đây các bạn. Thấy có cái trường này. Có lẽ là đặt giấy gì đó. Mai bonsai. Đây còn có lẽ là một tác phẩm đặt cái giấy gì đây nè. Còn huy chương đây. Ta không đỡ giấy gì ta. Có lẽ là những cái tác phẩm xuất sắc đặt giấy trong cuộc thi hội thi mai vàng năm 2020 xã An Dương. Đây cũng là một tác phẩm đặt giấy đây các bạn. Đã treo thị trường này. Rất tuyệt vời. Đây một tác phẩm đặt giấy đây, có nhiều bông này các bạn. Thank you.
tay cũng một cây mai đặc giải nè các bạn. Siêu bốp, siêu bọt. Đây một tác phẩm đặt về chiều. Cái mai mini mà rất là đẹp, đặt về chiều này các bạn. Đây là một tác phẩm đặc giải này.